Cái này là cái cát rồi. Đây là đền Bayon, ăn to thum, xin lỗi, ăn đền Đế Thích cái gì, thờ Phật á, ở ăn co nè. Chiều ngày 9 tháng 11 2017. Đây là bức phù điêu hoành tráng nhất, của là thể hiện cảnh sinh hoạt chiến đấu của ăn co xưa. Hai cái mình đang có mặt ở đền Bayon, ăn co Siem Reap, phía bắc Campuchia. Chiều bây giờ khoảng 3:30 chiều nữa vậy. Hôm nay thời tiết ở Ăn Co nắng, có mây rải rác, nhiệt độ giờ khoảng 31 độ C. Hồi sáng là đi Ăn Co Wat, vậy là Ăn Co Thum, đền Ba Giòn. Đây là cái vua, cái mão của vua Champa và vua đây. Thì đó là người ta trảm vua Champa ở tại cái ngôi đền này. Khi mà xây dựng cái ngôi đền này, trảm vua Champa ở đây là để tế thần và xây lên cái ngôi đền này. Và cái này là vua Champa bắt được vua Champa, cái mão vua này. Và là vua Champa này bắt được khi mà đánh cái đền Angkor Wat, bắt được vua Champa rồi và khởi công. Và khởi công làm cái ngôi đền này là đem vua Champa đến đây trảm để mà tế thần ở đây đây. Dạ. Đây là người Champa nè, đây là vua Champa. Giờ coi mình qua năm 1947 ông cho xây dựng cái gì nó cũng đều liên quan tới con số 9 hết. Như cái cổng thành hồi nãy là có 54 vị thần, 5 với 4 và cộng lại là số 9. Và 54 vị trần cũng 5 với 4 là 9. Khi mà hai bên mình cộng lại 54 vị trần và 54 vị thần là 108, 1 với 8 cũng là 9. Ở bên trên đây là có 54 ngọn tháp và cũng là con số 9 và cũng tượng trưng cho 54 tỉnh thành của Campuchia. Và mỗi một ngọn tháp như vậy là có 4 mặt quay 4 hướng. Đó là tượng trưng cho là từ bi chỉ xã. Và cũng là sao mày biết là tượng trưng cho mấy tỉnh, hồi đó chưa có mà tỉnh đâu. Và mỗi một ngọn tháp như vậy là tượng trưng cho một tỉnh thành. Nhưng mà hồi đó nó có một tỉnh thành bao nhiêu? Và 54 tỉnh thành. 54 tỉnh thành người ta mới xây dựng là 54 ngọn tháp. Ủa cái hơn kỳ đó có 54 tỉnh thành thì sao mày? Dạ, trên 1 triệu km vuông mà. Đế chế á, đế chế của mày á là 54 tỉnh thành. Và như vậy thì mỗi một ngọn tháp có 4 mặt. Và lấy 4 mặt này nhân cho 54 ngọn tháp bằng 216 gương mặt. Thì 216 cũng là cái con số 9. Và đây là những cái tảng đá mà nó đã rơi rớt ở bên ngoài, người ta đem chắc vào đây để mà người ta sẽ trùng tu trở lại. Đây toàn cảnh của Bayon. Ăn có thơm nhìn xuống đây. Rất là huyền bí, yên thâm cái gì ha. À, nụ cười bí ẩn đây. Đi lên dễ cho nó đi xuống.
Wow. Cao một cái đáy vẫn còn. Cho nên tối nay mình sẽ xem cái cốt truyện ở trong cái chương trình sau đó nó sẽ diễn biến ra cho mình xem. Thì là những cái gương mặt này nó sẽ biểu hiện ra theo cái diễn biến đó. Chẳng hạn như cái tỉnh đó ở hướng Tây là có lũ lụt, hạn hán hoặc là thiên tai gì đó. Thì gương mặt này là buồn như là muốn khóc vậy á. Thì ông nhìn vào ông sẽ biết được là tỉnh đó bị sự cố. Là ông cho y bác sĩ đem lương thực, dược gì đó đem lại đó để cứu trợ cho người dân. Và sau khi ông qua đời thì những gương mặt này không còn thay đổi nữa. Thì ở bên kia còn cái một cái gương mặt còn có nụ cười rất đẹp, rất tươi, là nó tượng trưng cho là sự may mắn. Và cái tỉnh đó ở cái hướng đó là có được niềm vui, cho nên cái gương mặt nó cười rất là tươi. Thì như vậy người Campuchia đến đây họ quan niệm là cái gương mặt đó, cái nụ cười đó là cái nụ cười may mắn. Và mình cũng qua đó, mình chụp với cái nụ cười đó để cái nụ cười đó sẽ đem lại cái niềm vui cho mình. Dạ, đem lại cái niềm vui cho mình. Đi chung vô đây bằng vâng. Dạ, dạ. Mình qua đây. Vô đây chứ. Dạ, vô đây, cái cửa chính đó này. Ở đây nó có lối thông vô đó. Đi, 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 đi. Đây, gương nụ cười bí ẩn ăn co bốn mặt gì, thể hiện cái sắc thái dự báo tình hình đất nước đó. Vui thì may mắn, còn mặt buồn là có địch họa, có hạn hán, lũ lụt gì. Wow, thì toàn cảnh này. Đây là tượng Phật ở đền Bây Giòn, thiêng liêng lắm là gì? Vào vừa khấn Phật xong trời mưa vậy. À, Phật chứng giám phù hộ cho đoàn mạnh khỏe may mắn, toàn bộ quý vị an lạc. À, bây giờ tiếp tục đi tiếp. Thank you.
À, này cơn mưa rào quý vị, may mắn lắm quý vị, vừa khấn Phật xong, mưa vậy là may mắn lắm nè. Đó quý vị đến Campuchia nhớ đến Angkor, đến đền Angkor Thum nhớ vậy, Bạch Bà Giòn. Rồi ok. À, này giống mưa mây. Từ 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 từ, one by one. Rồi, bước ra ngoài đi. Wow, phong cảnh rất là lãng mạn ha. Mưa giữa đền Uyên Thâm cái gì. Wow. Rồi, thấy cảnh ra mấy cái bức tường bị đổ xuống. Rồi xe mình đậu bên kia. Dạ. Rồi mình qua. Đi bộ quá trời luôn mà sao cuối.